Vào ngày 15 tháng 5, mẫu xe đen Buick Le Cross thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Chiếc xe này được chia thành 4 bản với mức giá dao động từ 611 triệu đến 815 triệu. Được biết, đây là sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Buick Le Cross thế hệ mới áp dụng phong cách thiết kế kiểu gia đình mới nhất, về ngoại hình và nội thất, đồng thời lần đầu tiên giới thiệu động cơ 1.5T. Khách hàng giờ đây đã có thể chọn mua và được giao phiên bản iVIA, cao cấp nhất cũng như hai mẫu 28T, còn bản rẻ nhất là 25T sẽ được giao vào quý 3 năm nay. Nhìn vào chiếc xe Buick Le Cross mới, ta dễ thấy ngoại hình của nó áp dụng phong cách thiết kế Pure ở design, với mặt trước có lưới tản nhiệt hút gió, chủ động hình ngôi sao rất đẹp mắt, được mạ chrome, cùng với đó còn có thêm các tấm ốp inox e -nope sáng bóng, xe có đèn pha led ma trận. Nhìn sang bên hông, bạn có thể thấy chiếc xe Buick Le Cross thế hệ mới áp dụng đường nóc tương đối mượt mà, tạo hình dáng trượt về phía sau. Xe có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.996 mm, 1.866 mm, 1.472 mm, chiều dài cơ sở là 2.905 mm. Vòng ra phía sau, Buick LaCrosse thế hệ thứ 4 sẽ được thiết kế theo kiểu đuôi vịt hét lên, kết hợp với đèn hậu kiểu xuyên suốt, có trang trí thêm một thanh nẹp mạ chrome, sau cùng là ống xả cỡ lớn. Tùy theo phiên bản, mà chiếc xe đen cỡ trung Buick LaCrosse sẽ có kích thước bánh xe từ 17 in đến 19 in. Cuối cùng là việc khi khách hàng chọn mua xe Buick Cross thế hệ mới, với bản cao cấp nhất là Ivia, sẽ có quyền yêu cầu trang bị thân xe có màu xanh hoàng gia độc quyền. Về nội thất, chiếc xe mới áp dụng thiết kế buồng lái thông minh VCS thế hệ mới, trang bị màn hình 30 inch cong 6 k độ phân giải 6008 x 934, tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155. Điều đáng nói là mẫu Avia có nội thất hai màu Lantian Sengil độc quyền, tương phản với màu ngoại thất. Buick LaCrosse thế hệ mới được trang bị ghế bọc da moly cao cấp, có chức năng hút gió và mát xa, đồng thời trang bị nút bấm trợ lái. Bảng điều khiển cần số quen thuộc đã bị loại bỏ đi rất nhiều nút bấm vật lý, nhờ đó, giúp xe có khoảng trống để tích hợp hai chỗ sạc không dây cho điện thoại thông minh. Về sức mạnh, xe mới có hai loại động cơ, trong đó động cơ 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít có công suất cực đại 177 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Tiếp đến là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2 lít sẽ kết hợp động cơ 48V, tạo thành hệ thống hybrid nhẹ có công suất tối đa 227 mã lực, và mô men xoắn cực đại 350Nm trái tim này sẽ đồng hành cùng, với hộp số tự đồng 9 cấp. Buick LaCrosse thế hệ mới được trang bị các chức năng hỗ trợ lái L2, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi tốc độ, hỗ trợ giữ làn đường, nhắc nhở khoảng cách với xe phía trước, cảnh báo va chạm phía trước, nhắc nhở đèn báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động cảnh báo trạch làn đường hỗ trợ giữ làn đường cảnh báo chuyển làn đường cảnh báo vùng mù bên cảnh báo phương tiện phía sau vượt qua cảnh báo đỗ xe phía sau cảnh báo đỗ xe phía trước hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động